Minh Tuệ, người ta xin visa về để người ta đảnh lễ ngài. À, quý vị thấy tuyệt vời không? Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết là cái đời mạt tặng này chỉ có Việt Nam mình xuất hiện Phật thôi. Ông Thích Minh Tuệ mình á, ổng đi như vậy, ổng không nhận tiền nhận bạc gì hết, rồi chơi ổng là xàm ba lát ba trợn. Tại vì giải ông lụm ở ngoài đường đủ màu sắc ông kết lại. Nhưng mà con thấy bây giờ cả thế giới mình, mấy cái anh chị mà bán hàng online rồi đó, bây giờ là lấy cái mẫu của nhà sư đó, may ra đầm nè, may ra áo của thanh niên nè. Mùa bây giờ là Phật lại kính đến chào quý vị cộng đồng mạng ha. Cái chuyện mà nhận xét á, thì quý vị cũng thấy hết rồi. À, thầy Thích Minh Tuệ mình đi một tháng nay thì quý vị cũng hiểu ngài là ai rồi. Thì bây giờ quý vị biết tại sao mà bao nhiêu người ái mộ như vậy không? Tại vì mình là một vị thánh nhân, một vị Phật nhân nào đó người ta mới ái mộ vậy. Chứ thí dụ giờ quý vị là đại gia đi, quý vị ra đường cũng chưa ái mộ vậy. Mà cả tổng thống hay là ông vua ngày xưa cũng chưa được gì nữa. Tại vì ngài rất là hành cái hạnh đầu đà của Đức Phật ngày xưa. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo gõ lòng ấy là trơn chánh mới hồng vinh giang. Quý vị tại sao mà biết thầy Thích Minh Tuệ trơn chánh? Tại vì ngài đi cái hạnh đầu đà là ngài không dùng tiền của, một ngày ngài chỉ ăn một hộp cơm thôi mà vừa đủ no thôi, với hai chai nước uống. Thì quý vị biết là bây giờ bất luận người nào hay là đến với ta, chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Vì chỗ đó ngài mới đứng cái bậc hàng về thánh nhân vĩ nhân mà bao nhiêu người ái mộ ngài, không phải đất nước Việt Nam không mà bây giờ cả thế giới luôn. Nó nên Đức Thầy nói cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng nơi chiều ca mới gây dựng tôi hiền. Nó thì Đức Thầy cũng có nhiều câu mà cho quý vị đồng đạo biết là Bắc Nam chờ đợi của thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Thì quý vị biết rồi, tôi là phàm, tôi không dám xác định chỗ này, nếu tôi nói sai tôi có tội. Mà quý vị chờ đi, rồi hay là chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thằng Hạ Bút, thì quý vị cũng đã biết rồi. Nên ngài á, được người ta cả thế giới này bây giờ ái mộ, nghe nói ngài được đưa lên riêng nước cô gì đó của nước Mỹ á. Nó thành thử ra mình hãy noi theo trí đức của tiền ăn, hầu làm cho trí tệ minh mẫn đặng giặc đưa nhau đến con đường giải thoát, nhất là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức của ngài để ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật, bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mây khổ. Thế nên ngài mới truyền lời giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy như các chư tăng đặng đem nền đạo cả của ngài mà ban. Mà quý vị hãy nhìn cho thấu đáo, sư thì có hai dạng người, sư giả và sư thiệt. Tại vì ngày xưa Đức Phật nói, này A Nan, trên thế giới này có hai dạng người, một dạng thông minh để bịa chuyện lường gạt những người nhẹ dạ, mà những người nhẹ dạ là phái người thông minh lường gạt mình để đem tiền cúng cho họ ăn. Cô thấy có không? Nên mới phái ông Thích Minh Tuệ này xuống để chấn hưng nền Phật giáo lại. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm lương khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Cái bậc thánh nhân, bậc Phật nhân, bậc vĩ nhân, người ta sắp đâu đó rồi người ta mới trở về ngôi chánh đẳng chánh giác. Chứ bây giờ quý vị còn bị lừa nhiều quá. Nó thành thử quý vị thấy không, kẻ xa thì mến nước ăn, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Cái nước mình có những ông sư xàm khinh khi ông Thích Minh Tuệ, mà bây giờ ở nước ngoài, từ Ấn Độ, từ Thái Lan, từ ở đâu ta cũng mua vé máy bay về. Đó là ông Thích Minh Tuệ đang làm một việc là lợi lộc cho đất nước của mình. Tại vì vé máy bay mình bán được thì ông tổng thống của mình ổng phải thu nhập nhiều. Rồi nói ông đi cảng chở Kỳ An rồi không khó, ông đi ông không kêu gọi ai hết, tại dân chúng ái mộ ông thì tự động người ta đi, chứ người ta không có kêu gọi mà nói là phá gối Trị An. Bây giờ ông chủ tịch của mình ông ra lệnh là còn mấy tỉnh nữa thì phải theo bảo vệ Thích Minh Tuệ để sắp xếp cho đội ngũ được chỉnh tề để cô bác. Mà xin thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị yêu mến thầy Thích Minh Tuệ thì đúng rồi đó, nhưng mà quý vị đừng có ồn ào nữa, quý vị đừng có chen lấn nữa, quý vị hãy sắp hàng thẳng lối vào, quý vị đứng cách ngày 500-700 thước để quý vị đảnh lễ ngài dẫn chứng nhận như thường. Tại vì Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết ti là hữu ảnh vô hình, chứ dân lầm tưởng sanh trình đảo lai. Nếu mình kính một vị Phật nào, vị Phật đó sẽ đứng tại ngay chỗ mình, chứ không phải cần gì quý vị lại ngay cái mặt của vị Phật đó quý vị kính mà người ta mới ban phước cho quý vị được. Nó lòng của mình ái mộ thì ông đã biết rồi. Nó quý vị thấy tuyệt vời không?
lão đây xuất hiện thình lình, nhắn cùng bổn đạo sửa mình cho trơn. Đây là lời của ông Phật Trùm nha. Năm xưa ta ở Thác Sơn, Phật trời lấy bộ hiệu Bủ Sơn Giáo Truyền. Hay là lão về kịp đúng kỳ ba, gia chung trở lại là long qua gián màn. Gia chung trở lại thì quý vị biết ai hứa với quý vị là gia chung trở lại. Đức Quỳnh giáo chủ hứa với quý vị là chừng nào thầy lợi gia chung thì trong bổn đạo mới bóng tùng của cha. Chấp văn còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện mà quả e đến mình. Hết nhục rồi lợi tính vinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, muốn tu thì phải chọn vàng lừa sao. Đó, quý vị phải chọn cái nào, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, phiên lê thứ làm lành mà chánh. Quý vị biết không? Rồi khi dài xuống nữa thì Đức Quỳnh giáo chủ thừa nhận là chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Đó, con thấy tuyệt vời hơn. Phiên bá tánh tầm tiên gời tục chỉ mái trời bày tỏ việc về sao. Ông Phật Trùm nói lão đây, lão về kịp đúng kỳ ba phải không. Rồi ông nói năm xưa ta ở Thác Sơn, Phật trời lấy hiệu Vũ Sơn Giáo Truyền. Hay là lão về lão về nay đã đúng kỳ, gia chung trở lại mà đúng y hộ quỳnh. Nó thành thử ra mình phiên quý vị thế giới cộng đồng mạng, người ta ở xa đó, người ta thích thầy, cái hạnh của thầy Thích Minh Tuệ, người ta xin visa về để người ta đảnh lễ ngài. Quý vị thấy tuyệt vời không? Mà Đức Quỳnh giáo chủ cho biết là cái đời mạt tặng này chỉ có Việt Nam mình xuất hiện Phật thôi. Tại vì Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp, nước cờ mới nay đã khởi sắc rồi, chỗ tài hai mấy biển lấp nhon dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt những nơi, chiều ca mới gầy dựng tôi hiền. Nó thành tử ra quý vị ơi, quý vị thấy tuyệt vời lắm quý vị. Nên phiên với quý vị Phật tử, những cái người nào mà nói đạo mà không có chánh đạo á, quý vị đừng có vỗ tay mà cổ xí cho những người đó. Nếu mà quý vị vỗ tay vậy thì quý vị sẽ cộng nghiệp với mấy ông đó. Cái người nào mà nói chánh đạo á, thì quý vị vỗ tay thì được. Tại vì văn ngôn chánh phước lai quả khứ, mà văn ngôn tà phước khứ quả lai. Nhưng mà khuyên quý vị thiếu nữ cộng đồng mạng này, hãy trở về nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Có một cậu bé này đi tìm Phật, mà ông tiên này ông cho cậu bé này một câu là đừng tu tưởng cốt phết đồng, trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Trong nhà mình có hai vị Phật, một là Thích Ca là cha mình, hai là Quan Thế Âm Bồ Tát là mẹ mình. Phải nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Nó quý vị biết không, kể cho quý vị nghe ơn tứ chính kể ra thêm nữa. Vì nuôi con mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là phạm tội kết thành nghiệp quan, khi nhắm mắt hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc Phật gân, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm lưng sáu đoàn. Quý vị nghe đau lòng không quý vị? Rồi ơn thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài, trên đời có một không hai, cho cùng biển rộng sánh tài non cao. Quý vị mà hiếu dưỡng với cha mẹ rồi là đường đạo đức quý vị đã đọt được 50%, cộng với quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phước huệ song tu sẽ đồng chân bị ngạn. Còn quý vị mà nghe lời tà đạo là nhân hư bất dụng, ông bà thớ mình cho biết chữ bất dụng là ngoài đời cũng đổ bỏ mà trong đạo cũng đổ bỏ. Thành thử ra quý vị hãy mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thân còn tôi chứa đựng quả bất lành chưa trả ra thêm. Đó, nên thầy mới nói cầu cho đời sống lặng gió im, lặng ba tánh an nhàn tu niệm. Nên quý vị hãy nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn đi, là quý vị đã đọt dẫn rồi. Không có cần đợi mà đi chùa, dầu không có chùa quý vị vẫn tu được. Chùa am gực gỡ chứ làm, đây là của ông sư Giải Văn Phai nha con. Chùa am gực gỡ chứ làm là nơi danh lợi vượt thầm thế gian, con thấy rồi. Thở dĩ các chùa lớn ra đó nói để dụ khách thập phương, để dụ tín đồ cúng dường, cúng dường, cúng dường, cúng dường. Tức là mình ngày xưa Đức Phật Thích Ca là ngài thích độ đời, còn bây giờ là mấy ông sư của mình là thích đợi đồ, đợi đồ người ta cúng đó. Thành thử ra quý vị hãy nhận xét lên, tà dưới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Ông Thích Minh Tuệ mình á, ông đi như vậy ông không nhận tiền nhận bạc gì hết. Rồi chơi ông là xàm, ba lát, ba trợn. Tại vì giải á, ông lụm ở ngoài đường, đủ màu sắc ông kết lại. Nhưng mà con thấy bây giờ cả thế giới mình, mấy cái anh chị mà bán hàng online rồi đó, bây giờ là lấy cái mẫu của nhà sư đó. Mai ra đầm nè,
may áo của thanh niên à. Bây giờ bán chạy một cái con thấy vô cùng luôn. Cái người đó phải làm lợi cho đất nước không? Còn cái những người mà phá đất nước á, là những cái người mà xàm tăng á, hay là bên tôi nè, những cái thằng đồng đạo mà nó đi lợi dụng là gạt lường đó, mấy người đó mới phá gối đất nước đó. Tại vì thầy cho biết nếu được chưa đủ tài lực đổn đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta hãy gắng tránh, đừng làm điều gì sơ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đời đời nên cho đất nước. Mà ông Thích Minh Tuệ là ông dẹn hết hai đường luôn, vừa làm lợi ích cho nhân sanh tu, vừa làm lợi ích cho những cái người mà buôn bán. Người ta lấy cái y của ông mới chấp giá, người ta ra một cái địa điểm thời trang còn thấy bán chạy quá trời luôn. Rồi bây giờ nước ngoài ta mua vé máy bay về để người ta xin đảnh lễ ông, thì đất nước mình phải phòng dính ông. Tại sao nói ông là phá gối? Nên mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, nên mình phải tu, phải nhận xét cho thấu đáo, đừng làm tà đạo mà nhân hư bắt dụng đó nghe quý vị. Cái tà này nè, từ gài chấp cánh là nó lộ hết trơn rồi, quý vị sẽ thấy đâu tà đâu chánh, quý vị sẽ thấy nó. Thành thử ra Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói á, ngài xuống đây là kiếp chót rồi, không có còn cái vị Phật nào mà thay thế thầy hết, nhưng mà chỉ có sứ giả của Như Lai mới trở xuống để thay thế ngài, để chấn hương nền Phật giáo lại. Nên nếu chừng nào khai thông đại đạo thì quý vị sẽ biết ông Thích Minh Tuệ là ai. Khi ông trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính gọi nhàn chân lý, lão nào có bài điều tà mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương nghị ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa nghe con. Chung với hiếu ta nên trao chĩa hiền với lương bổn đạo gàn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông với bá tánh dạng dân vô sự. Đó. Nên quý vị thấy thầy Thích Minh Tuệ của mình, ông mang một cái màu da sạm đen, tại vì ông đi đầu thì trần, chân thì không mang dép, thì làn da ông phải sạm nắng rồi. Nhưng mà loại một gọi gỗ mung quý giá mà chúng ta chưa tìm được. Miệng của ngài cười nha, như ánh trăng vàng bát ngát đượm tình thương, có suối ngọt chương chi lời lưỡng chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa lài hoa huệ ngát hương thơm, có con thiền bác ái dị nhân sinh, vượt bể khổ đưa người sang bến giác. Thành thử ra quý vị hãy trở về nội tâm của mình để trao sửa thân tâm, để làm một đứa con có hiếu trong gia đình. Ông Thích Minh Tuệ mình, ông đã xử xong hết cái chuyện hiếu, 3 năm thi hành nghĩa vụ quân sự. Ông mới trở về làm giám đốc cho cái gì mà đo đạc đó, địa chính đó. Nhưng mà khi mà ông là học sinh đó, là ông là tổ trưởng của cái lớp học sinh ưu tú đó. Nên Đức Thầy mới nói đền xong nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót với Phật Đà Nam Mô đó. Chứ không phải ông không có trách nhiệm đối với non sông đâu mà quý vị phỉ báng. Mình làm được như người ta chưa mà mình phải bán. Xin lỗi mà nói chứ mấy ông so với Thích Minh Tuệ một gốc giò chưa có nữa. Nên quý vị hãy trở về nội tâm. Nếu quý vị giữ được cái áo sứ giả Như Lai nên phiên dân như Thích Minh Tuệ. Còn nếu quý vị hành không đúng thì quý vị trả áo sứ giả của Như Lai lại đi, để ra đời làm ăn với người ta, đừng cổ xí nữa mà mang tội. Quý vị không có lọt cái khỏi cái cảnh mà bây giờ quý vị bư tiền người ta hoài nè, nhiều quá rồi. Bây giờ cái tiền này quý vị có thể ăn được không? Mà thầy nói đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong, hay là vinh qua một bả làm mồi để câu kẻ dại diệt tồi chắc lên. Mình mà ham tiền mà không phải đồng tiền của mình tạo ra là đó là kẻ dại đó, không phải khôn đâu. Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu. À, những cái anh thầy chùa mà đi kiếm ăn, những anh tu sĩ bên tôi mà đi kiếm ăn, vì khôn quá thế nên tồn lại ngu. Mấy anh chưa chắc khôn hơn người ta đâu. Tạo quá cũng đào thải mấy anh thôi, mấy con thấy cũng trước mắt rồi. Nên phiên, thầy nói phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quốc tranh hùng, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Đó. Quá phép lạ biết bao mà kể, tính chính từng mây mới nhạt trỗi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nên phiên quý vị, cô bác, cộng đồng mạng, bây giờ ngoài Bắc quý vị đã xuất hiện thánh nhân dĩ ngăn rồi. Quý vị ngoài Bắc đó, quý vị hãy tu gấp gấp lên. Nhưng mà khi mà Thích Minh Tuệ đi, tôi thấy quý vị thiếu nữ ngoài Bắc đó, đi ra quét đường cho ngài đi, rất là tôn vương hai vị thiếu nữ ngoài Trung ngoài Bắc. Nên Đức Thầy tôi có tháng tháng quý vị là cái bài gọi đoàn phụ nữ đó. Nên quý vị chí anh hùng của khách quần thoa, không có kém bực tu mi nam tử.
thách, sách thánh hiền kiền lưu mấy chữ thất phu còn trách nhiệm dưới non sông, cả tiếng kêu bạn gái má hồng đem son phấn điểm tô tổ quốc. Nên quý vị hãy tiếp tục khai thông nền đạo đức ha. Kỳ này nè quý vị, dông sư phản đạo đem ra lấy lực tiêu hà, sự chẳng vốn tay, đời này nhân nghĩa mấy ai là quý vị đã biết rồi đó. Thành thử ra quý vị phải trở lại để tu, để bồi dưỡng công đức, lập công bồi đức, văn ôn võ luyện mới đem tài ứng pha. Lão đây sức yếu tuổi già, tam thiên đồ đệ gần xa mau về, ngày xưa cũng có nguyện thề, hứa rằng chuyển kiếp chọn bề chánh hưng. Rồi lão đây thiết lập cội tùng, gần ngày không phải còn xa mà nằm mình. Nó lão đây xuất hiện thình lình, nhắn cùng bổn đạo sửa mình cho chân. Vậy thôi, nên mình chỉ còn tu thôi quý vị. Quý vị thấy cái thời cuộc rồi, mà công ty thì giải thể, em cháu mình cũng thất nghiệp, gạo thì lên giá, phải không? Mà người ta bắt cấp thủ đoạn, người ta nói những lời ma mị để moi tiền quý vị, thì người ta đâu có nhân tính đâu. Quý vị hãy nhìn kỹ chỗ này. Nên Đức Quỳ Giáo Chủ nói bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không đó. Thành thử nói cho bổn đạo gõ lòng ấy là chơn chánh mấy hồng vinh quang. Xin nói với quý vị cộng đồng mạng, từ gà sắp tới quý vị làm từ thiện, chính tay quý vị làm đi. Nên hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi. Tự tay mình làm, đừng gửi qua trung gian cho ai hết. Ai kêu gọi mà quý vị thấy chánh nhân quân tử, quý vị hãy gửi. Dạ thưa cô Tư, thì chỗ giảng thầy cho biết là dậu Phật ra đời thế giới bình an, mà trùng hợp với đây là ông Thích Minh Tệ này là tuổi dậu đó cô Tư. Ông là tuổi dậu đó. Dạ, thưa cô nhận định như thế nào? Cái chuyện này thì cô Tư không dám nói. Dạ. Tại vì có bậc thánh nhân người ta mới dám nói thôi, Phật mới có quyền thổ lộ. Tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là thiên cơ được lệnh nên ta nói, Phật thánh thần phần ta mới bài chương. Chứ cô Tư là phàm, cô Tư không dám khẳng định chỗ này. Nhưng mà thầy nói dậu Phật ra đời thế giới bình an, thầy đã quyết định là thoát ly tiên cảnh truyền bá kỷ. Là thầy sinh lợi có 100 năm thôi mà bây giờ là 85 năm rồi. Thì trong 15 năm này mấy ông lập chừng nào thì không ai biết. Chỗ đó mình là phàm, đừng có lên mà cộng đồng mạng mà sắc sược nữa thì có lỗi. Đó, bây giờ thầy nói thiên cơ được lệnh nên ta nói, Phật thánh phần ta mới bài chương. Từ ông Phật, ông thánh, ông tiên mới có quyền tiết lộ. Còn cô Tư là bực phàm phu tục tử, cô Tư tu cho qua cửa diêm phù mà không biết được không nữa. Nên chia sẻ với quý vị là lấy những giáo lý của thầy, chỗ nào quý vị nghe được, quý vị sửa thì tròn thôi. Chứ cái vụ mà khẳng định thì tôi không dám. Dạ thưa cô Tư, thì sư Minh Tại này nè, những việc làm của sư đó là theo cô Tư cảm nghĩ có ai mà làm được như sư không cô? Tại vì theo cô Tư nhận định thì cách đây 2587 năm, 80 mấy năm nha, khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chưa có một vị tăng nào mà làm cái hạnh đầu đà như Thích Minh Tệ. Chỉ có ông là người xuất hiện duy nhất giữa trời mạc tặng âm mưu, bỗng nhiên xuất hiện một thầy tu tuyệt vời. Cái câu này là của cô Tư nghe đó. Thành thử cái khi mà ông xuất hiện như ánh trăng vàng bát ngát đụng tình thương vậy quý vị, có suối ngọ chương kia lời lưỡng chảy. Nên quý vị thấy không, bây giờ mình chê người ta, mình ra đi thử ngày đi, bữa đó cô Tư bước thử ra đường có một phút thôi cô Tư chạy vô mà phỏng bàn giò luôn đó, hả? Ừ, cô Tư đi thử á đó. Nên quý vị ơi, quý vị thấy không, ổng thì đi như vậy đó, ăn thất thường như vậy đó, mà đi mà vệ sĩ của ổng mà chạy thúp thúp theo cái cậu mà bạc áo đen đó con. Chạy mà còn không kịp ổng, nó bỗng nhiên xuất hiện một chân tu tuyệt vời. Ai làm được hạnh này? Chỉ có bực Phật thánh tiên tông độ lướt sang thôi, không ai mà phàm mà làm được hết. Còn mấy ông sư mà nhảm nhí ra chê ổng đó thì mấy ông sẽ chờ mở cửa qua báo đêm mà đi vào. Mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài nói với ông A Nan, này A Nan, cái cửa qua báo này nè, mấy ông vô thì được chứ 30 triệu ngàn năm mấy ông mới ra khỏi cái cửa này á. Mấy ông không ghê thì mấy ông cứ làm đó. Mấy ông đừng có phỉ báng để mà mang tội. Còn những anh tu sĩ mình à, hãy gác bỏ muôn duyên trở về con đường đạo đi, đừng có nói lời ma mị mà thất thiệt nữa. Cái lực như con thấy mấy bà sư cô mà đi theo thầy Thích Minh Tệ rồi ban cái đạo nhân quả không? Hồi đó giờ Đức Phật, Đức Thầy mình chỉ nói là lực nhân quả chứ không nói đạo nhân quả.
cái trong cái nhân quả đó, trong cái đạo nào cũng phải có cái nhân quả, nhưng mà không tiên là đạo nhân quả mà nói là lực nhân quả thật là cao diễn. Suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài thông thả. Cần gì mấy bà mở ra cái đạo này, mà cái đạo này hỏi mấy bà chứ nhà nước có thừa nhận không, thì mấy bà nói chưa. Thì bây giờ cái đạo nào không được nhà nước thừa nhận thì coi như đạo đó không có được tư cách pháp nhân, không có tiếng nói lớn, người ta theo để phá gối thôi, phá gối thầy Thích Minh Tuệ thôi. Nhưng mà không có được đâu con ơi, tà không bao giờ thắng chánh đâu. Việc tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt mấy năm thành sự văn. Thưa quý vị, bây giờ thưa Minh Tuệ, mình đã tới Huế thì chỉ còn có mấy tỉnh đó thôi, ngài sẽ trở về Nam. Mà trong Nam của chúng ta cũng có diễm phúc để diện kiến ngài chứ không phải không có đâu. Thầy hứa mà trở về Nam đã có sửa sang mà, cho thiện tín gọi nhà chân lý. Khi mà ông trở về Nam mà ông là ai thì tự quý vị chờ đón xem ha. Chứ tôi không biết chỗ đó. Nên mình hãy tu gấp gấp đi quý vị, không có còn gì nữa đâu. Để có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Mà ông Phật Chùm ông giới thiệu là thượng quân trai thiếu gái thừa, vợ thì năm bảy tục quyền nhất gia nghe, sanh đẻ cõi mụ cõi hà, tự sanh tự nở thượng hòa mình nuôi. Hay là trên tay lão cầm bản phong thần, đài cơ lão chuyển định phân ngày giờ, trong cao tay cầm quyển thiên thơ, cơ binh sắp sẵn định chờ lệnh trên. Ông mới nói 3 năm tính lại không sai. Thì 3 năm đó con nên nhớ cái năm Thích Minh Tuệ ra đời. Ông nói 3 năm tính lại không sai, kỷ nguyên lập hội mà thượng lai y lời, trần gian sánh thể khỏi trời, kiếp thì quá kiếp đẹp thờ như tiên. Thì đây là lời của Đức Phật Chùm nói. Còn Đức Phật thầy Tây An mình thì ngài cũng có công là 7 năm quần hóa độ sanh linh, bất diệt trùng trùng khổ chiến trinh, chuyển kiếp năm đời khai chánh pháp, dung gom hành đạo kiến thanh bình. Hay là Đức mà Phật thầy Tây An chúng ta là đệ nhất sư tổ, ông Phật Chùm chúng ta là đệ nhị sư tổ, Đức Bổn Sư Ngô Lợi là đệ tam sư tổ, Đức Quỳnh Giáo Chủ là đệ tứ sư tổ. Bốn chữ xuống trần chứ ở đâu. Thành thử ra mình phải tu gấp gấp lên quý vị. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho quý vị biết là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, chừng đổi đầu khó kiếm điên khùng. Kiếp kiếp là gấp gấp đó quý vị. Tại vì cái đời hạ nguyên mặt tặng này nè, Đức Phật đã nói rồi, ngài nói trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Nên quý vị ơi, cái quỷ này nó xuống từ lớp để nó phá gối. Nhưng mà không có phá được đâu. Cái đời hạ nguyên mặt tặng này Đức Phật cho biết rồi, chỉ có người nào mới có sứ mạng lâm phàm dạy thế, người đó mới là bậc thánh nhân, bậc Phật nhân. Còn ai không có sứ mạng này sao tiêu hết trơn quý vị. Nên thầy nói là khi mà Đức Thầy trở lại mỗi hội Long Hoa thì chọn những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó, sau này Việt Nam chúng ta sẽ là bá chủ thế giới. Mà con biết ông Thánh mình, ông nói biển đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vẫn trị bình. Ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Kim ông nói đố ai biết được Bảo Long Giang là nơi tiên Phật giáng lâm trần, lào lào ngọc chiếu cảnh trần là nơi tiên Phật thánh thần xuất thân, xuất kim thân quá kim thân ly nơi đông thổ xây dần Tây Phương. Mà trong 20 vạn lời Đức Quỳnh Giáo Chủ chỉ quả lời với ông có một câu thôi: Vũ ngọc tràng phan ẩn nhục đòi, sơn đài hồ hải liệu tứ phan, kỳ sanh tạo giả thiên kiền thục, hương giải thao tồi thị bảo giang. Đó, thành thử ra khi mình tu đắc quả đó thì cái đất nước Việt Nam mình sau này trở nên vinh hiển, Phật Thánh Tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Quý vị đó có sứ mạng sẽ xuống hết để lâm phàm dễ thế. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài nói á, sau này 3.000 năm khi Phật Thích Di Lặc xuất hiện thì không xài chánh pháp của ngài nữa, mà xài giáo lý của Đức Phật Di Lặc. Mà Đức Thầy mình cho biết là Di Lặc xuất thế anh hùng, Quan Âm mới ứng hiện tương phùng bá gia. Sau này mở hội Long Hoa, Đức Phật Di Lặc sẽ thiết 3 chàm pháp. Một chàm pháp đầu tiên đậu 96 ức lăng căn, chàm pháp thứ hai đậu 94 ức, chàm pháp thứ ba đậu 92 ức lăng căn. Là ngài nói pháp của ngài chứ không còn dùng pháp của Đức Phật Thích Ca nữa. Đó, thành thử ra quý vị gán tu lên để có dịp diện kiến Đức Phật Đức Thầy, để mình trở lại làm tôi chung của đất nước. Sau này 18 nước lai đáo hàng đầu hàng năm phải cống lễ ứng hồng hơn bằng.
Dạ thưa cô Tư, cái là hỏi cuối đi cô Tư. Thích Minh Tuệ là hành cái hạnh đầu đà đó, sao mà ngài không có hành cái pháp nào ngồi một chỗ để nói pháp cho người ta nghe, mà lại hành cái hạnh mà để đi lùi đi vòng hả hết đó cô Tư? Cái hạnh đầu đà đó, ngày xưa Đức Phật mà hành cái hạnh này, Đức Phật phải đi phổ hóa chúng sanh. Dạ. Con thấy không, ông đi hết đất nước này tới qua đất nước kia mà. Dạ. Nên Thích Minh Tuệ của mình nằm trong 6 cái chữ, 6 con số 6. Mà đúng với 4 vị thánh ra đời. Tức là Đức Phật Thích Ca mình ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma dương theo phái dùng thần không nghị lực diệt tan. Rồi sau đó đó, ông tổ sư Đạt Ma, ông mới về bên Trung Quốc á, ông ngồi úp mặt vô đá, ông thiền định đúng 6 năm, cũng là 6 năm. Khi đó Đức Lục Tổ Huệ Năng của mình quy y với Ngũ Tổ. Ông hành cái hạnh đầu đà như ông Thích Minh Tuệ mình. Ông xin vô nhà bếp, chẻ củi nấu cơm cũng đúng 6 năm nên Ngũ Tổ mới trao y bát cho Lục Tổ. Đó. Rồi Thích Minh Tuệ mình hành cái hạnh đầu đà đi 6 năm. Con nên nhớ là cái hạnh đầu đà là con phải đi để gian khổ như vậy đó, để đi truyền bá đem đạo màu ban rải khắp nơi nơi. Mãn chờ trong bá tánh thảnh thơ khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Nên không thể ngồi một chỗ được. Tại sao ông phải vô nghĩa trang ngủ? Ông bằng ngày thì ông độ ở ngoài, bằng đêm ông vô nghĩa trang ngủ để độ cho những ông linh người chết đó. Nhưng mà cái ông xã đó ông không biết, ông đuổi. Tại vì cái chỗ đó người ta chưa có phước, nên người ông bị ông đó đuổi. Nên con nên nhớ là phải đi. Mặc dầu ông không nói pháp, nhưng là ông là cái người hành pháp. Tức là Đức Phật cho mình biết, người nói pháp như cô Tư không có công bằng người ngồi nghe pháp. Mà người nghe pháp không bằng người hành pháp như ổng. Ổng phải hành như vậy đó, để cho người ta biết gian chưng khổ cực. Một vị tổ nào ra đời, một vị Phật nào ra đời cũng gian chưng ngồi nhã sẵn sàng. Không phải ông ngồi nhà mát mà ông hưởng bát vàng mà ông ngon. Nói vậy đó, thành thể ra ông, con biết ông vô nghĩa trang á, lúc đầu mà ông đi đó, ông chưa đọt đó, ma ghen quỷ khắp trong đó, ông có kể đó. Nhưng người ta nói sao ông không tụng cái quyển kinh gì cho ma nó chạy. Ông nói mình lợi nhờ người ta, mà lợi tụng kinh cho người ta bỏ chạy là mình lợi đó ăn cướp chỗ người ta. Nên ông không tụng kinh đó, ông chỉ vô sinh thôi để phổ hóa cái quan hồn, những quan hồn mà chưa được đưa đầu sanh. Xin hãy nương theo lời niệm Phật của Đức Phật A Di Đà để được giảng sanh tịnh độ. Cô thấy mới tuyệt vời không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chia sẻ quý vị thôi, tại vì tôi đi lễ bữa nay cũng 3 ngày nữa tôi mệt nữa, thử ra nói ít thôi. Rồi giờ xin phép cộng đồng mạng, quý vị thân tâm thường lạc đầy đạo quả xuống viên thành, kính lễ phép kính chào quý vị ha. Nam mô A Di Đà Phật.